Rồi, xin chào mọi người. Thì bây giờ mình sẽ theo anh Sơn đi lên rừng Bạch Mã. Thì ở đây là... Anh lên cầu chuyến đi ông luôn. À, anh tên gì anh nhỉ? Linh. Anh Linh. Ừ. Anh Sơn, còn đây là anh, anh Long. Thì mình đi xe máy ở... tới khúc này là không đi được nữa, nên phải bỏ xe máy và ở dưới đường. Và bây giờ là đi bộ lên cái láng nằm ở trong rừng. Đây là trang bị của một người đi lấy mật. Thì dép là đi bằng cái loại giày này anh. Giày này tên là giày gì ta? Kẹp rọ. Thì nó là nó không có bị trơn. Mấy này là tàn là đạp đạp cận số không à? Vườn dốc cao nha. Là cái đường dốc như thế này là mình đi đi lên rừng là đi đường dốc như thế này không thôi, từ đây đến láng. Từ đây tới láng là anh Sơn đi khoảng bao nhiêu lâu rồi tới? Ba tiếng đồng hồ anh. Anh đi 3 tiếng đồng hồ, chắc mình phải đi chắc phải 6 tiếng. Đi có chút xíu là hơi mỏi chân rồi. Lâu lắm mà không tập thể dục. Đây, đường nó sẽ dốc như thế này, đường lên núi. Đất này khá là trơn. Đi đường này đúng là mệt hơn là chạy bộ nữa. Chừng leo núi là thấy có cái cặp giò là tàn là cơ không. Ở đây mới thấy sai lầm là mang cái ba lô chứa nhiều đồ quá, nó nặng. Cái này là trước khi đi chắc phải tập thể dục mới đi được. Cái này giống như là thử thách bản thân. Chắc không biết ngày hôm sau có đi nổi không. Thì sau ngày này là ngày hôm sau sẽ có một cái chuyến đi dài hơn. Hôm nay chỉ là test thể lực thôi. Mới đi có 5 phút rồi đã thấy thở không hộc rồi.
lát nữa không biết còn có hơi nữa mà nói hay không. Ba lô mình mang tầm chắc cũng tầm khoảng 7-8 kg, bao gồm là hai chai nước với flycam, camera hành trình và cái xẻng và một cái búa đa năng. Đáng lẽ là nên bỏ cái búa đa năng ở nhà cho nó đỡ nặng. Mới có chưa tới 10 phút là hai đuối rồi. Cái này mình cũng thấy cũng khá là bám á, không nổi trơn, nó nhẹ nên là nó mềm đỡ bị đập chân. Nghe rất rõ chuyện đi rừng. Quán đi loài đi bám treo cây đâu rồi chứ đoan treo cây ta ngoài ní hết chứ. Trong người là có mang sẵn một đôi dép rọ để khi mà mình trơn quá thì mình thay. Và hiện giờ thấy nó vẫn bám tốt, vẫn ổn. Qua wow. Nghĩ được cái ba lô là thấy khỏe khoắn hơn chút rồi. Hôm này đi là còn đỡ đúng không? Là phải đi hai chặng hai ngày mới tới láng. Này dốc bắt đầu cao lên nè.
mồ hôi bắt đầu đổ ra. Đây, đoạn đường rất là dốc. Các bạn nghe mình thở là cũng hiểu là cái đoạn đường nó dốc thế nào. Đây, nếu mà chiếu ngang của mình ra là không thấy trên. Cái khoảng cách bị bỏ ngày càng xa rồi. Hồi rừng họ có thể đi mấy ngày liên tiếp. Họ đi vậy mà không thấy mệt giống như đi bộ bình thường. Vừa đi vừa nói là mình hụt hơi luôn. Chắc đi này xong chắc sụp cả ký. Wow, sắp tới đoạn đường bằng. Nãy giờ đường dốc không? Đôi dốc như thế này à, không nhìn thấy con đường ở dưới luôn. Mấy người thợ là họ đi chậm lại để kéo mình theo. Chứ bình thường tốc độ họ đi nhanh hơn cái này nhiều. Wow, đẹp quá. Cái lạc hoa ha. Dạ, lạc hoa họ trồng để làm chăm đứa trồng. Khúc này đường bằng dễ đi. Đường tới láng nên nó có đường nó đi, còn sau khi lên láng á, đi đường rừng á, là không có những con đường như thế này nữa. Chỉ vạch lá, vạch cây mà đi thôi. Nên hiện giờ là những người họ mặc ong họ không có mang quần dài, nhưng mà khi mà tới láng họ sẽ thay ra. Họ sẽ mặc quần dài và áo phủ kín tay. Ồ, đây có một con suối này. Có một con suối chảy ở dưới chân mình, phía dưới đây. Ồ, tới rồi, tới con suối rồi. Cái này là cái ươi bay. Cái gì vậy? Cái này á? À, cái đồ đỏ đây. À, cái ươi bay, 4 năm mới cỏ một lần. 4 năm mới ra lá hay mới có hoa? 4 năm mới ra trái lên. À, thì bây giờ đang ra trái hả? À, những cái này hàng lô trái vô có trái đó. Trái dùng để làm gì? Mình ngâm ăn rồi đó. À. Ngâm ăn rồi hay mua ở đâu mua một cục đó là 150 gram một chút. Đây cao ghê hả nhỉ? Có cái thấp giỏi. Ở đây có một cái ống dẫn nước từ trên để cho mình rửa tay rửa chân cho dễ nè. Vô rửa mặt cho. Hôm qua đây bắt đầu là đường trơn. Ôi, mất quá các bạn ơi. À, chưa. À. Đây bắt đầu đi qua những cái con cá dữ quá trời luôn, cái nhỏ nhỏ nhỏ. Ôi mát chân quá. Rồi họ bỏ mình khúc rất là xa luôn rồi. Đây có những con cá bơi ngược dòng ở phía dưới và rất là trơn nha, rất là trơn sờ. Anh Sơn là chịu trách nhiệm về mình. Anh đi chậm lại để mình đi theo được. À, anh Sơn là người họ chuyên mé mật và ảnh có một cái nhà nó dưới cái dọc chân đường cao tốc Đà Nẵng Huế.
thì anh có bán mật ong rừng tại nơi anh sống. Có một cái làng ở dưới đó toàn là những thợ đi bắt ong thôi. Ở đây có một cái lán của Kiểm Lâm. Các anh Sơn cầm giùm mình cái cây này quá, cầm mình hơi bị mỏi tay quá. Anh cầm cái hướng phía trước nè. Rồi. Cái này là chẳng hạn như nó chỗ nào dốc á, nó qua đường á thì anh nhấn cái này, anh kéo lên kéo xuống được nè. Rồi. Còn nếu không á thì anh bỏ đây tự động nó sẽ focus vô một cái vị trí thôi. Đó, còn nếu mà anh thấy có tầm nhìn của anh muốn chỉ có chỉ này là anh nhấn cái nút này. Cái đây là cây lạc hoa. Lạc hoa. Lạc hoa của và bên Kiểm Lâm họ trồng họ làm địa à, vườn đó. À, họ làm đất phủ xanh đồ trồng. Hôm nay anh đi chập mọi thôi. Anh chiều không thôi mà mọi tại mọi đứng. Bụng bự quá đi không nổi. Hôm nay đi mẹ. Cởi áo ra chắc không có vấn đề đúng. Dạ. Không có gì đúng. Dạ không, anh cởi áo ra bên thôi. Lên lên qua rừng chập bừng qua là đấy. Anh em mình phải nghỉ lão cho anh Hoàng Anh nghỉ thôi, anh Hoàng Anh đi nơi rồi. Phải nghỉ lão đã, nghỉ lão cho anh Hoàng Anh nghỉ nữa, anh đi thì phải chập anh là phải cội áo cội đồ là anh động chiếu rồi. Đi ở đây lấy cổ áo rồi, phải bực quá. Cúi về mất trăm hả nhỉ? Trời đang được tâm, đông nguồn. Được mạc lắm. Được mạc. Nè đi về tỉ hai dê là con ở cuối đường nữa về từ đây là như nắm dây kèm Mỹ đó. À đi hai con lượt đã đi đó. Có thời gian đâu mà đi thông thái. Đây chỉ là mang tắc qua đây lên tỉ cũng đi con lính đó. À chỉ là anh Hoàng Anh mang tắc vào thôi nha. Xin vắc. À vắc. Dạ, tấm thay quần dài đó. Anh có rồi con đuôi nữa. Con đuôi nữa để mang tắc quá thôi. À cái tắc dài hay tắc ngắn? Tắc dài. À tắc dài đó. Anh phải đi xỉ lên nha. Mỡ đó. Mỡ đó chạy ra. Anh muốn liền là anh thường xuyên ra đây là đi vào em là chập là anh léo tổ. Còn nay nghĩ á. Mà đi thông thả. Ờ, chỉ đi lên tài mà có yêu ngủ lại, nó còn mai đi quay được đang khỏe hơn. Là trong ngày đi trong ngày về thì anh Hoàng Anh đi hơi vất vả mệt chị. Cái còn, nó mà cái bắt, bắt nó đám mình thì mình cái cách mà để mình lấy nó ra hiệu quả nhất là gì? À, mình lại bỏ mình bụi vô. Vắt quá không? Vắt hoặc mình chanh. Chanh hoặc mũi, xóa với cả lăng từ việc ra. Còn con dụng như bà em, dưỡng bà em đi có đám bụi đám chanh không? À, cứ bận quán rồi tặng quá đi thì chụp vứt ra thôi. Mình đặc biệt bắt cổ bây giờ vứt ăn ngủ chỉ đâu bị rất đi làm đi trên đâu bên bắt phải giật giật lẹ thì được đúng không, giật chậm thì nó là mỗi em cầm rất đuổi hàng làm. À, giờ là con bắt ăn luôn, con rất đuổi đang cũng ta ăn luôn. Có nghĩa con bắt nó chết xong rồi nó tự động nhả ra. Dạ không, em bắt em giật xong anh bắt xong mình giật nó đi á. À giết xong đi em bắt con một em giật này mới là phạt. Mà em gặp loài nó thu ấy. Rồi anh. Hôm nay là em đi ạ. Ngày này đi ông lại. Ông lại làm chi đó? Đi lẹ, lẹ ông, lẹ ông. Chăm sóc bên này sống nha anh. Chăm sóc bên này sống nha. Anh đi là chăm sóc cây bên của từng quốc gia lần
kéo lên thì nhấn cái nút đằng sau ấy, nút ở trên xích lên thì người ta thấy mà cái nút không, cái nút ở trên nó phải cái nút đó, cái nút đây mà có phát được à? Để anh chỉ á. Đây quay video, quay video cái nút này nè, nhấn thì là mình dơ lên nè, thì nó đi theo cái hướng của mình dơ đó. Còn nếu mà mình không nhấn nó đó thì khi mà mình xuống thì nó cũng hướng lên, đi lên nó cũng hướng xuống vậy đó. Khi mình nhấn thì chẳng hạn mình coi gì ở dưới nước thì mình nhấn để mình hướng xuống cái nước. Còn khi mình đi ngang tầm mặt thì mình nhả ra thì mình lên mình xuống thì nó cũng ở cái mức ngang ngang hết đó, là vậy cái nút này đó. Chẳng hạn em quay cái anh này thì em nhấn ra quay à, để mình dơ cái ảnh trong cái khung hình của mình. Là khi mình dơ qua chẳng hạn nó nằm cái hình nó nằm ở dưới thì đâu thấy mặt được. Nó tự động đó. Vậy đó. Nó thuộc kiểu như tự động mà. Nó cân bằng. Cân bằng. Ui, lại bị rớt mất cái nút. Không được nè, chưa về tìm lại. Chắc chiều về, là cái năm rồi đấy ạ. Lặp đây, gặp lại. Rơi luôn cái mình rơi như tìm. Có, cái này rơi dọc được. Ừ. Mới đây đoạn đây. Ở đây dọc được. Thấy bởi trong đây nhìn to rồi. Đoàn này là dương, đoàn này là xấu hướng đoàn trên rồi này. Bên đây tốt lắm, bên đây cái to, bên đây. Bên đây tốt lắm, bên đây cái to. Bên đây. Hôm nay không biết lên nhiệm vụ không biết. Hôm nay lên nhiệm vụ, bên thở lên nhiệm vụ. Nó đã làm gì đẹp hết. Bác cái gần. Mày gửi xong nhá. Dạ vâng. Hôm nay cho Quân nghỉ làm một chuyện nghỉ, được chưa nghỉ nghỉ. Cho đâu cho được nghỉ. Chú cho phạt 15 cò ở dưới trụng thôi, con lấy cái đoàn tương cao 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 lắm. Hay là để cho Văn Trà nhầm tù ra đoàn thôi. Thế thôi. Mà chống một phạt con của con léo chứ nổi, họ léo nữa. Họ đi nhầm tù họ đừng vừa thấy giá bên léo cô. Ngân sách thì có hạn mà, việc thì vô hạn mà làm chết tiền. Mà trong rừng đó nó đâu, mình phát nó đâu phát triển được đâu mà. Nó đâu có ánh sáng đâu. Còn là khổ. Thế thì chắc là giả kỳ vô hàng tục đấy. Vô tục. Còn hàng tục, còn phải sang vô tục. Rồi giờ muốn giả kỳ bao gồm tủ cái mà khai thạc kéo á, trong nguyên đuôi đó. Rồi mới làm nông hoặc 20 năm sau bản. Ừ, cái này có hai đây trồng, đây thì đâu rừng này không khai thác rừng cây khế mà rừng này đang để trồng rừng cây khế mà thay thế của bạn hưu với nuôi chúa mà đây thì mẹ cũng bắt bên đây để lòng không đây không biết thì như có thác sao mà tính làm khu du lịch à ở đấy rồi thả con đấy có bạn hưu muốn xuống đây khảo sát rồi đó thác một răng chắc một răng một răng thả cái lắm một răng thả nhiều bên mồ câu như ra đoàn có họ làm khu du lịch cặp treo thì từ đà mai đi luôn họ treo qua mỏ ráng luôn chạy bắn bắn đung đưng lên thang phượng mỏ ráng lắm á lên khảo sát điều sửa cái mỏ ráng khu vực của vương hẳn được mỏ làm khu du lịch làm hợp đồng về vương nhé bạch mã đấy là rồi dạ em có bạch mã là của bên ấy à bên Huế à vương quốc gia mà vương đó gáy cái mệt qua cầu ni là hết rồi đó, qua cầu ni là sang Huế đó, đúng chưa? Qua cầu dài này sang Huế. À. Thế là mà đồn đó nhưng mà đồn đó là đồn của Đà Nẵng đúng không? Của Huế. Mà Huế sang vô đây. Ranh giới đó. À ranh giới. À đi ranh giới à? Thế mấy lần đi vô đây này gặp mấy ông. À ranh giới giống như vương lại chạy cặp biển thế. Ăn bố đi cây như này. À. Nói chung là từ cái cầu dài này đi vô đây của đất Đà Nẵng này, từ cầu dài là ra xi về đất Huế. Cái khá nửa mấy bên chứ vương quốc gia bà lang động lên khá nửa quên đi này nằm trên này này đóng bảo bà lên này câu 2 kia thôi ừ. Đây là câu 2 đó đây dân điều mà nói làm bà na thì biến thẳng một ráng đẹp không nhiêu ừ. Chưa một ráng thì thẳng qua bà đào rồi cái thẳng cáo anh đừng gì đưa anh nhìn lên thẳng